Rồi, em xin chào tất cả các anh chị đã quay lại với kênh YouTube của nhà vườn Thiện Minh. Thì hôm nay thì là ngày 19 tháng Chạp. Thì còn khoảng 10 ngày nữa, 10 ngày 11 ngày nữa là đến Tết. Thì hôm nay vạn thọ nhà em nó được như thế này rồi đây ạ. Đây. Đó. Này cây này mình sẽ chuẩn bị nở rồi nha, này mình sắp nở rồi nè. Đó này nó cũng sắp nở hết rồi nè. Tùy theo khí hậu từng vùng nha. Đây, em ở miền Nam thì em vừa em ở Long An. Thì với khí hậu miền Nam mình thì cỡ này khoảng 10 ngày nữa Tết thì cỡ này hoa sẽ nở kịp. Và đây, lúc này thì cái hoa của mình nó sẽ có những cái chồi phụ này. Hay gọi là chồi nách đó, có người gọi là neo, lặt neo đó. Thì đây, thì mình sẽ lặt bỏ phần này. Đó. Mình lặt bỏ nó nha. Đó mình lặt cái này. Mình lặt càng sớm càng tốt, cái này tại em không có thời gian nên em lặt hơi trễ. Mấy hôm nay không có thời gian quay làm clip. Cho nên là hơi trễ nhưng mà lặt thì dần cây vẫn đẹp hơn đó nên mình lặt bỏ như này. Đó. Đây, mình lặt xong bỏ khúc này này. Nhưng tương tự nhánh nào cũng vậy nha. Đó. Nhánh nào anh chị mình cũng lặt bỏ những cái chồi phụ này, chồi nách này. Là bỏ chồi nách này. Ở đất lá này, đó mình lặt bỏ hết. Đó khi mình lặt bỏ như vậy đó để nó nuôi cái bông này nè. Đó. Nuôi cái bông. Rồi giai đoạn này mình ngưng bón phân nha. Giai đoạn này mình ngưng bón phân. Anh chị có thể dùng thêm những loại mà dưỡng bông cái lâu tàn á, mình phun thêm cũng được. Mà không phun thì cũng không sao, chủ yếu là cây mình nó to nó khỏe thì cái bông nó nở ra sẽ đẹp thôi. Đó. Mình lặt hết cái cây kim lặt rồi nó sẽ đẹp hơn nha nè, nó nếu mình không lặt thì nó để nó sẽ nó nhìn nó không có đẹp. Với lại những cái chồi này nè, nó những cái chồi này nó là sẽ làm cho cái bông cái mình nó nhỏ, cái bông này nhỏ mình giữ được bông này thôi. Chồi này là chồi ba cây thì em giữ lại khoảng trên 20 bông, còn với chậu một cây thì mình giữ lại khoảng 10 bông một cây. Đó nè, cho anh chị coi cái chậu hoàn chỉnh này. Đó mình quay đang quay đó, anh chị thấy rõ chưa, cây mình rất đẹp nha, chậu mình rất đẹp, xây để đều ba cây. Đó. Thì giai đoạn này mình vẫn tưới nước bình thường nha. Nếu mà cây mình nó sung tốt thì mình không cần phải bón phân thêm nữa. Kết hợp phun dưỡng bông thôi. Dưỡng bông thì em hay xài NPK 20 20 20 của Rho á, Rho 20 20 20. Hoặc anh chị mua dùng loại nào cũng được, miễn là những loại dưỡng bông lâu tàn á, nói chung là nó có cái hàm lượng kali với lân cao á. Với lại thêm một số chất gì đó nó giúp cái bông mà nó nở lâu tàn màu sắc đẹp. Thì anh chị mình dùng thêm thôi nha. Dạ đó thì em cũng có quay sơ qua đây, quay sơ quá cho anh chị mình coi nha. Đó những cây của em đang to hết nè, cái này hôm nay là đặt đang chuẩn bị đặt chồi phụ đó, thì có một bông dài, một vài bông nó cũng đã nở rất từ từ rồi. Đó là rất là đẹp. Đó đây. À, cho một cây đây. Đây, cho một cây. Đó, anh chị mình cho một cây không? Đây chỉ một cây thôi nha. Đó, một cây thôi. Một cây rồi là bông cũng đã đẹp rồi. Nói chung nếu mình chăm tốt thì cây sum xê thì ok. Đó. Còn để có những bông nó bị lỗi thì mình cứ lặt bỏ nó đi. Cái này em chưa có lặt kịp, nó để nó to quá. Đúng là mình lặt càng sớm càng tốt nha. Mấy cái chồi nách thì mình lặt càng sớm càng tốt. Để nó nuôi cái bông chính, cái bông chính nó bự, cái bông nó kè bự, để mình đặt trễ quá thì cái bông nó không có bự. Đó rồi anh chị có ở gần vườn em thì ở ấp Long Viên xã Phước Hậu Cần Giuộc Long An nha. Nếu mà anh chị nào mà ở gần mà có nhu cầu mà mua dạng hoa dạng thọ hướng dương hay là
chân Tết thì nhé, ủng hộ giúp em. Nhà có những cây nở sớm, những cây nở sớm như thế này thì tầm 25 á, là mấy anh chị tảo mộ là đã ghé lấy rồi. Nghe lấy để tảo mộ 25, 27 nè. Đó, nở sớm. Còn cái này Tết nè. Tết thì bây giờ cái này là vừa Tết nè. Đó. Khoảng 10 ngày nữa thì bông mình cỡ này là vừa Tết. Tết nở rất đẹp luôn. Tết nở bông to rất đẹp. Rồi. Đó, em cũng có quay sơ qua cái vườn mình ha. Rồi. Thì hôm nay do dịch nên là em làm ít, không có làm nhiều. Do dịch Covid nên cũng không biết tình hình nhu cầu của anh chị mình sao nên em không có làm nhiều. À, bên đây là chậu chậu một cây nè. Chậu một cây nè. Chậu nhỏ, bên đây là chậu ba cây nè, chậu lớn nè. Đó, chậu lớn ba cây. Rồi. Anh chị có thắc mắc cái vấn đề gì mà bên những trồng hoa Tết dạng thọ hướng dương gì đó thì anh chị cứ nhắn qua Zalo của em hướng dẫn cho. Có nhiều anh chị hỏi bón phân sao là cây nó tốt, thì nói chung là cũng tùy điều kiện mình bón, tùy điều kiện ánh sáng, hay là những anh chị mà trồng cây trong chỗ mà nó thiếu sáng thì nó cái chậu nó không có sung được, tức là nó lâu nở hoa nữa, nó không có sung tốt được. Đó, anh chị có thắc mắc gì thì cứ nhắn qua Zalo của em ha, 0986 943 566. Em nhắc lại nha, 0986 943 566, hoặc Facebook của em nhập số điện thoại dẫn ra luôn. Có gì em cũng có đăng trên đó đó, thì anh chị có thể tham khảo. Cây này nó cũng dễ trồng, không có gì hết. Dạ, rồi, xin cảm ơn anh chị đã lắng nghe video, theo dõi video. Em và theo dõi video. Giờ xin chúc anh chị có một cái Tết hoa lá đẹp nha. Hoa lá tươi đẹp rồi đây đẹp rồi, xin cảm ơn anh chị rồi, xin chào ạ. Anh chị nhớ đăng ký kênh để chia sẻ like video giúp em. Rồi, xin cảm ơn anh chị, xin chào anh chị.